Đây là bản đồ quy hoạch Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chúng ta có thể thấy là sông Hồng sẽ là trục phát triển chung của thành phố Hà Nội. Với mô hình thành phố trong thành phố thì sẽ có hai thành phố. Thành phố thứ nhất bao gồm Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Ở thành phố thứ hai sẽ là thành phố Hòa Lạc và Xuân Mai. Thành phố phía Bắc sẽ là một đô thị quy mô lớn, rộng hơn 350 km vuông, khoảng 2 triệu dân đến năm 2030. Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh đều có tiềm năng kinh tế, lao động, cảnh quan đa dạng, sẽ là động lực phát triển cho Hà Nội. Nhưng hiện tốc độ đô thị hóa diễn ra rất chậm. Nếu mà chúng ta công nhận là thành phố, thì ở thành phố chỉ cần 80% lao động là phi nông nghiệp là đã có thể đảm bảo là thành phố trực thuộc trung ương rồi. Thì như vậy là đây sẽ là thách thức rất lớn cho cái thành phố phía Bắc. Thành phố phía Tây sẽ là đô thị khoa học công nghệ sầm uất với điểm nhấn là khu công nghệ cao Hòa Lạc. Các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ cũng đang dịch chuyển về đây, tạo nên sự hấp dẫn cho đô thị này. Đấy là một cái đô thị mang tính là khoa học công nghệ, nghiên cứu, đào tạo rất bài bản và nó phù hợp với yêu cầu phát triển. Đầu tư mạnh hơn nữa cái hạ tầng xã hội để cho cái cán bộ công nhân viên chức có chỗ ở, mà chỗ ở phải hợp lý. Và đã có cán bộ viên chức đến thì nó phải có cả hạ tầng xã hội, trường học, nhà trẻ và nó cả các cái không gian xanh khác. Đó là chưa kể đến những thách thức về quản lý chính quyền đô thị. Chính quyền của thành phố trong thành phố sẽ khác hẳn so với mô hình trước đây, đòi hỏi có những cơ chế đặc thù để nâng cao tính tự chủ. Trong hơn 2.000 năm lịch sử, Hà Nội luôn lấy sông Hồng làm trục ranh giới giữa nội thành và ngoại thành. Năm 2001, lần đầu tiên có một quận bên kia sông Hồng, đó là quận Long Biên. Các thành phố phía Bắc và phía Tây lấy sông Hồng làm trung tâm sẽ đưa Hà Nội lên một bước phát triển mới chưa từng có, với những kỳ vọng lớn lao về sự đi lên của cuộc sống người dân. Như vậy là sau thành phố Hồ Chí Minh thì Hà Nội cũng sẽ phát triển mô hình thành phố trong thành phố. Thực tế là trên thế giới thì đây cũng không phải là mô hình mới, nhiều thành phố lớn ở các nước cũng đã phát triển theo mô hình này rồi. Thủ đô Seoul có diện tích hơn 600 km vuông, dân số 9 triệu người, cũng là một thành phố phát triển theo hai bờ sông Hàn. Cùng với Seoul, thành phố Incheon ngay cạnh Seoul được thành lập. Chưa đầy 20 năm sau, trở thành trung tâm kinh tế quan trọng và là thành phố lớn thứ ba của Hàn Quốc. Gangnam, phía nam thủ đô, trở thành một vùng đô thị tầm cỡ quốc tế ở quy mô 5 triệu người. Mô hình chính quyền thành phố, quận và phường đã giúp Seoul phát triển và trở thành một siêu đô thị cạnh tranh toàn cầu. Thủ đô Seoul hay là Tokyo, vùng đại đô thị Tokyo, rồi Manila của Philippines, tất cả những đô thị lớn đấy đều có thành phố trong thành phố. Và không chỉ là một hai thành phố như chúng ta đang làm mà họ có nhiều thành phố. Thì tôi nghĩ đấy là một cái mô hình thành phố trong thành phố không chỉ ở châu Âu. Tokyo, Nhật Bản có 23 đặc khu, 26 thành phố, 5 thị trấn và 8 làng. Mỗi phân khu hành chính đều có chính quyền địa phương riêng. Cái mô hình cái quận đặc biệt đấy nó tương đương với thành phố về tính tự chủ rất cao. Về ngân sách, về tất cả những cái chi phí, về những cái hoạt động sinh kế. Và đặc biệt ấy, thú vị nhất là mỗi một thành phố có ít nhất là một nhà máy xử lý nước thải và rác thải. Tuy nhiên, thành phố trong thành phố vẫn là một mô hình mới mẻ và không phải khi nào cũng mang lại hiệu quả ngay lập tức. Chẳng hạn như mô hình ở Manila và Jakarta. Chính quyền các thành phố này đang tìm cách tăng cường kết nối và tìm tiếng nói chung để phát huy hiệu quả. Rõ ràng, không có công thức thành công chung của mô hình thành phố trong thành phố.